Từ 20 đến 60 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, khi ta xây dựng và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nghiệp của chính mình. Ở tuổi 20, ta đầy khát vọng và đam mê, bước vào đời với nhiều hoài bão. Tuy nhiên, những lựa chọn, hành động và suy nghĩ của chúng ta trong giai đoạn này sẽ định hình con đường phía trước. Đây là thời điểm mà nghiệp lực tích tụ nhiều nhất, từ việc học hành, công việc, đến mối quan hệ gia đình và xã hội. Giai đoạn từ 30 đến 40 tuổi, ta thường đối mặt với áp lực cuộc sống, gia đình và công việc. Những quyết định đúng hay sai lúc này sẽ dẫn đến hệ quả về sau. Nếu ta biết sống với tâm an lành, tạo nghiệp thiện lành, thì đây sẽ là lúc tích lũy phước báo. Ngược lại, nếu ta lạc vào vòng xoáy của tham sân si, cuộc sống sẽ chất chứa khổ đau. Từ 50 đến 60 tuổi, ta bắt đầu nhìn lại cuộc đời, đối diện với thành quả hay hậu quả của những nghiệp lực đã gieo trồng. Đây là thời điểm để suy ngẫm, thanh lọc tâm hồn và chuẩn bị hành trang cho tuổi già. Nếu biết sống chậm lại, hướng thiện và buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, ta sẽ có được sự an vui và thanh thản. Cuộc đời là một chuỗi nhân quả, mọi hành động từ khi ta còn trẻ đến khi trưởng thành đều đóng góp vào bức tranh nghiệp của chúng ta. Vậy nên, hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều là ngày tích lũy phước lành, để tuổi già được sống trong an lạc. Giờ đây, xin mời quý vị và các bạn hữu duyên cùng lắng lòng, lắng nghe bài thuyết pháp đầy trí tuệ và từ bi của Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Cái thế giới này không bền chắc, phải không? Không tồn tại lâu dài, mạng người thì ngắn ngủi. Cho nên chúng ta sống lâu lắm thì cái trường hợp trăm năm thôi, phải không? Trăm năm, nhưng mà mấy ai sống tới 100 tuổi? Mà nếu sống tới 100 tuổi nữa, thì quý vị thấy từ hồi nhỏ mà mình lớn lên nữa, cho tới 20 tuổi thì thế nào? Rồi từ 20 tuổi nữa mà cho tới 60 tuổi, phải không? Từ 60 tuổi trở về sau nữa thì thường thường ta gọi là già yếu bệnh hoạn, tức là tất cả những cái điều mà không tốt đó, nó tới với mình nhiều hơn. Thành ra thầy nghiệm trở lại cuộc đời nữa, từ khi mà sanh ra cho đến khi đi tu cho tới ngày nay nữa, thì thấy nó trải qua một cái giai đoạn, phải không? Trong một đời người như vậy đó, mình nhắm mắt cái mình thấy nó trôi qua rất là nhanh. Cho nên bây giờ nó là thầy sắp được 78 tuổi rồi, 70 năm, 80 năm mà thấy nó mau quá, nó mau quá. Cho nên ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy vậy. Cho nên Đức Phật nói cuộc đời này ngắn ngủi, thế nào mình cũng chết thôi. Cho nên trước khi mình chết đó, thì mình nên tìm. Mình đi tìm cái gì? Tìm xem thử coi mình từ đâu tới thế giới này, và sau khi chết rồi mình về đâu. Chứ chẳng lẽ mình tự nhiên sanh ra rồi mình chết đi cũng giống như cỏ cây không? Cho nên từ cái chỗ này đó mà bắt đầu nhìn xa hơn. Cho nên nhìn xa hơn ở trong đạo Phật đó, thì từ chỗ này, nên từ đâu mình tới đây, phải không? Từ đâu mình tới cái thế giới này, rồi mình ở trên này được mấy chục năm rồi đó, mình chết đi mình về đâu? Cho nên tất cả các Phật tử mình đây đó, ai cũng có, cũng có người thân qua đời đó. Cha mẹ mình, bà con mình, anh em mình, bạn bè mình, lần lần họ chết hết. Cho nên thầy ở chùa đó, thì mỗi ngày đó, thầy đều nhận những cái tín hiệu chết nhiều. Cho nên ai cũng chết hết đó. Cho nên nó nhìn thấy cái chỗ đó, sự thật của cuộc sống. Cuộc đời này rất là ngắn ngủi. Nhưng mà ở trong cái cuộc đời này đó, ngắn ngủi, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dạy mình đó, nhìn kỹ trở lại trong cuộc đời. Đương nhiên đạo Phật mình nó khác hơn các cái tôn giáo khác nhất thần. Tại vì sao? Nhìn lại người đó, trong xã hội mình đây, thành ra nó có người nghèo, nó có người giàu, có người khỏe mạnh, có người ốm đau, có người thông minh, mà có người chậm hiểu. Nên Đức Phật mới nói thêm cho mình, ở cái thế giới ta bà này dễ tu, về cực lạc đó, tu được. Tại về cực lạc đó là không có điều kiện để tu, phải không? Tại ở đây nếu mà mình phát tâm, mình muốn hành thiện thì ở trên đời này biết bao nhiêu việc để mình làm. Tại nó muốn tu
thì bao nhiêu cái điều để mình tu hết. Còn ở bên cực lạc, tại bên cực lạc đó là tất cả đều là thượng thiện nhân hết, đều là người tốt hết, người tốt, người giỏi hết. Thì bây giờ nó thực ra, nếu mà ở đây đó, mình muốn tu đó, thì tu cái hành nhẫn nhục thôi, phải không? Tại nên tu hành nhẫn nhục đó, thì tất cả những cái điều xấu, điều ác họ có thể đổ lên trên đầu mình đó, mà mình tập, mình nhẫn, mình nhịn, mình chịu được đó, thì đây mới có nhẫn chứ. Còn bên cực lạc làm gì có cái chuyện này. Cho nên tất cả các Bồ Tát ở bên kia đó, họ phải về bên này họ tu. Nên Đức Phật nói là Bồ Tát Quan Âm đó, là Ngài ở bên cực lạc chứ đâu phải ở đấy. Nhưng mà ở bên cực lạc đó, không có việc gì làm hết đó, cho nên Ngài mới về đây. Nên Ngài Quan Âm thì mới có cái nguyện gọi là ở Ta Bà vào địa phủ. Đức Quan Âm là nguyện như vậy, ở ngay thế giới Ta Bà này có nhiều việc để làm, và vào ở trong địa ngục cũng có nhiều việc để làm nữa. Ở địa ngục có nhiều việc làm, ở Ta Bà này có nhiều việc làm, ở bên cực lạc không có việc gì làm hết. Thành quý vị nếu mà nghiệm rồi đó, mình mới thấy được. Cho nên lúc bây giờ đến Đức Phật mới nói nhìn kỹ trở lại, nhìn kỹ lại mình thấy mình từ đâu mình tới đây. Cho nên từ đâu mình tới đây, tất cả những người mà mình quen biết đó, họ từ đâu họ tới đây, từ đâu tới đây, ở đâu sanh lại đấy. Cho nên bắt đầu mình mới dò tìm cái này, ai là Phật sanh lại, ai là Bồ Tát sanh lại, ai là Hiền Thánh sanh lại, ai là ma quỷ sanh lại, ai là địa ngục mới lên. Ở trong cái sau này có đủ. Cho nên Đức Phật gọi là ngũ thú tạp cư. Ta nên ngũ thú tạp cư địa là cái thế giới Ta Bà. Trong loài người, nhưng mà đó gồm có cả ma quỷ, có địa ngục, súc sanh ở trong này hết. Có những người tù tội, có những người nghèo đói, có những người hung ác, có đủ hết. Cho nên cái đối tượng để mà mình quan sát, mà mình tự rèn luyện con người mình. Cho nên lúc bây giờ mình tu đây, nó có đối tượng mình là Phật, do đó mà mình theo Phật mình tu. Nó có cái đối tượng mình là Bồ Tát, cho nên mình mới nương theo Bồ Tát mà mình hành đạo. Đây là ở trên cái bước đường tu, ở ngay cái thế giới này. Quý vị có nhớ cái câu mà Thầy gọi là cõi Ta Bà thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời định. Thế nên ở đây có nhiều việc cho mình làm. Nhưng mà ở đây mình làm nữa thì chi? Cái sung sướng nhất là gì? Tất cả chư Phật đều thương mình hết, chư Phật đều hộ niệm mình hết, chư Phật đều quan tâm tới mình hết. Cho nên biến cái chuyện khó mà thành dễ, và mình tạo được công đức của mình để sau này trong tương lai mình thành Phật. Thành ra đây là trên bước đường tu, ta nghiệm rồi ta thấy khi nào mà hoàn cảnh khó khăn mà mình chịu đựng, mình hy sinh á, thì Thầy có cảm giác tất cả mọi người chung quanh đều thương mình hết, phải không? Còn chỗ nào có quyền lợi, khi có quyền lợi nữa, thì mọi người mới nghĩ tới tranh giành. Đó là ở trên cái bước đường tu mình nghiệm rồi đó, mình sẽ thấy cái gì. Cho nên ở ngay thế giới Ta Bà này đó, Đức Phật nói là mình tu một ngày đó, công đức mình nhiều hơn ở bên cực lạc một kiếp. Ở bên đó một kiếp chưa làm được cái gì hết, còn ở đây một ngày đó bao nhiêu việc nếu mình muốn làm. Nhưng mà không phải là ai cũng làm được, phải không? Không phải ai cũng làm được. Cho nên cái ban đầu này đó là quý vị chỉ tập làm được người tốt thôi. Cho nên tu nhân thừa này trước. Tức làm sao mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, để mình trở thành con người tốt, con người chân thật. Rồi từ cái con người này đó thì mình mới có được cái khỏe mạnh. Tại Đức Phật nói là do đời trước của mình không sát sanh hại mạng, cho nên cái kiếp này sanh ra mình không ốm đau bệnh hoạn gì hết này, mới có cái cơ thể khỏe được chứ. Không tà dâm, cho nên cái kiếp này sanh ra đó, mình có một cái thân thể biểu là không có hôi dơ xấu xí. Cái thân thể xấu xí hôi dơ này đó là do cái nghiệp tà dâm mà sanh ra. Cho nên lúc này cái người mà sống trong sạch đó, thì thường đó, là cái đời sống họ trong sạch, thì cái thân của họ nó cũng trong sạch theo. Do đó đó mà cái người đó, Đức Phật nói là giữ giới tốt nhất đó, thì thường ở trong người họ có cái gì? Cái mùi hương, phải không?
trong người có mùi hương. Còn nếu mà nghiệp mình á, thì trong người nó tiết ra cái mùi hôi. Đây là sự thật. Cho nên cái khi mà thầy thấy nghiệp mình nó sanh ra, mình bệnh đi, thành ra quý vị uống mấy viên thuốc vô, tự nhiên cái mồ hôi mình nó tiết ra khác rồi. Tại vì mình có nghiệp cho nên có bệnh phải uống thuốc, thì thuốc vô trong người mình nó cho mình cái mùi khác rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành mình nghiệm mình thấy. Thầy ngày xưa thầy có quen với một cái người tu mà ngoại đạo. Ông này tu ở bên Kỳ Na giáo chứ không phải là bên Phật giáo. Cái ông bạn này đó rất là hay. Ông nói suốt đời ông chưa bao giờ đi tắm, quý vị nghĩ không? Tức là thầy là mỗi một tuần lễ cạo tóc một lần, mỗi ngày đi tắm một lần. Ông ta đó, nó suốt đời ông không có đi tắm, mà suốt đời ông không có cạo tóc. Nhưng mà cái đặc biệt nhất á, là thầy ngồi bên cạnh ông không hôi. Thế nên cái tóc của ông ta đó, nó quấn tròn lại hết, tại không cạo. Mình phải cạo, còn mình có tắm, còn ổng không có cạo tóc, cho nên tóc ổng nó bệnh lại, nó thành giống như cái đuôi sam vậy đó, quấn dài ra vậy đó, quấn lên trên cái đầu ổng. Mà cái đặc biệt nhất á, là thầy ngồi bên cạnh ông ta không hôi. Thầy nói cái ông này có phước, ông này có cái phước lớn đây. Ông này đó tu được như vậy chắc chắn là cái tiền nghiệp ông ta tốt rồi. Cái tiền nghiệp ông ta tốt có thể là chư thiên sanh lại. Đấy. Cho nên ông không ăn cơm giống như mình, ông ăn trái cây không à. Nhưng mà mặt mày hồng hào, ngọt hào, chứ không có xanh có mét giống như người bệnh đâu. Đấy. Cho nên thầy thấy cái tiền nghiệp nhìn chỗ này thấy. Cái cốt cách thần tiên người ta có. Cho nên những người này họ tu, thầy nói họ tu thiệt và họ tu ngoài đạo chứ không phải tu theo mình đâu. Nhưng mà nhìn thấy con người này nữa, thầy nói là cái ông này nữa, cái đạo phong ổng có như vậy, chắc chắn ổng là ở trong cái thế giới lành nào đó, cái cõi trời nào ổng sanh ở đây. Cho nên ông sống một đời sống phạm hạnh và chính nó có một cái điều tốt. Cho nên mình nhìn, mình thấy, mình biết tất cả những cái người mà tu hành đây đó. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà mình tự sửa mình lần. Sửa mình lần á, thì nó có thể nó tốt theo cái này chứ. Mà khi nó trọn cái này rồi đó, thì cái trường hợp làm con người mà không ốm đau bệnh hoạn gì hết thì đây là người tốt. Cái tốt thứ nhất ở trên cuộc sống này khi chúng ta sống này. Tức là sanh ra đó mà không ốm đau bệnh hoạn, đây là điều phước. Nên cái tu của mình đây đó, cái điều đầu tiên mình cầu cái này. Mà cầu cái này đó là Đức Phật dạy mình đó, là tránh cái vấn đề sát hại. Cái thứ hai là gì? Con người mình đây tốt nhất là gì? Tâm không phiền não. Tức là không có buồn phiền cái gì hết. Mà không buồn phiền này là do từ đâu ra? Do đoạn được cái lòng tham, tức là cái ham muốn của mình. Ta nên ham muốn của mình đầu tiên mình quá khổ là vì mình ham muốn những cái không thực tế, phải không? Ta nên những cái không thực tế, không có đủ trí tuệ để mà quyết định, ta gọi là tham quá, mờ mắt đi. Ta nên mờ mắt đó, thì lúc bây giờ quyết định sai. Quyết định sai đó, thì cái khổ nó sẽ tới với chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó, Đức Phật dạy chúng ta gì? Làm con người đó, thì nên sống dưới cái mức mình có. Sống dưới cái mức mình có thì cái trường hợp người này sẽ hạnh phúc. Nhưng mà ai sống trên cái mức mình có đó, là người này khổ. Cái người này có nhiều cái tham vọng quá, không thực tế. Cho nên trong lúc thầy còn đi học đó, phải nói là cái thời gian đó thầy sống nghèo hơn các sinh viên khác đó. Nhưng mà thầy được an lạc là tại vì thầy sống dưới cái mức mình có. 50 năm về trước đó, mà học bổng thầy một tháng đó, thầy có 60 đô la thôi. 60 đô la cho một tháng mà tiền trường, tiền học, tiền ăn, tiền cộng hết lại nó nhiêu đó đó. Nhưng mà làm sao sống dưới cái mức này? Cho nên thầy sống làm sao mà tranh thủ đó, ít nhất thầy cũng còn để lại được 10 đô la hay là 20 đô la một tháng. Cho nên không bị động. Cho nên những đứa bạn đồng học với thầy á, nó con nhà giàu cho nên nó nhiều hơn. Nhưng mà lúc nào nó còn thiếu nợ. Thầy nói là tại vì nó sống trên cái mức mình có. Sống trên cái mức mình có thì lúc bây giờ khổ.
Cho nên sống trên mức mình có thì sao? Quý vị coi chừng cái nghiệp nhân chỗ này sanh ra. Cái nghiệp nhân cái chỗ mà ham muốn của mình sanh ra, cho nên sống dưới cái mức mình có thì mình được an lạc thôi. Mà thường cái người tu ở trong đạo Phật sống dưới cái mức mình có đó, cho nên ai cũng có cái thặng dư hết. Ai cũng có cái thặng dư, cũng có tích lũy chứ. Mà cái thặng dư, cái tích lũy này đó, nếu hãy mình dồn lại đó, mình coi cái chuyện gì đó mà có thể sanh ra công đức được đó, thì cái này mình đầu tư vô, phải không? Đầu tư vô cho nên công đức mình nó thêm nhiều lên. Tại vì mình có tiền mình để đó, mình coi cái chỗ nào có thể đầu tư vô được, có thể sanh lợi được đó, mình bỏ vô đây đó, thì tự nhiên nó lên. Bây giờ nếu mình có tiền mình không làm gì hết đi nữa, thì quý vị bỏ vào ngân hàng đó, thì mỗi tháng mình cũng còn bao nhiêu đó. Đấy, cái sự thật trong cuộc sống mình, cho nên rồi đó mình vẫn đủ. Nên thầy thấy nó có những cái người mà làm việc bây giờ đó, như nhân viên ở Báo Giác Ngộ đó, thầy thấy một tháng nó có mấy triệu bạc, 3-4 triệu bạc gì đó. Này giống như làm Giác Ngộ, thành tháng 3 triệu bạc, 4 triệu bạc. Thì như chị Xuân mà làm nghi lễ đây đó, là nhân viên đánh máy ở bên vi tính ở bên Báo Giác Ngộ mình. Nhưng mà với cái số lương thấp như vậy, nhưng mà họ sống vẫn đủ, mà họ còn thì giờ nữa để họ tới đây họ tụng niệm, họ tu hành. Đấy là sự thật ở trong cuộc sống. Nhưng mà có những người khác đó, thầy hỏi họ bao nhiêu tháng, anh này bảo là 10 triệu một tháng, anh này 20 triệu một tháng. Thành ra cái trường hợp này, anh này đã được 2.000 đô la. Nhưng mà rồi đó, người ta gọi là lớn thuyền, lớn sóng. Nếu không biết sống thì cái này cũng không dư được. Thế nên nói một câu mà thầy giật mình. Anh nói con không còn thời giờ nữa thầy. Thế nên muốn đi về chùa thăm thầy mà con không có thời giờ nữa. Tháng 2.000 đô la phải không? Mà không còn thời giờ để đi về chùa. Còn trong lúc tháng ta 3 triệu bạc mà ta vẫn còn thời giờ tới chùa công quả, tụng kinh lại Phật được. Quý vị thấy, này ai hơn ai cho nên. Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta, Đức Phật dạy mình, tức là cái phước mình tới đâu mình hưởng tới đó. Mà hãy sống dưới cái này đó, thì cái thằng dư còn. Mà sống dưới được cái này đó gọi là tu, tức là mình tập chứ. Tức là mình tập làm sao mà mình chi phí ít đi, cái cơ thể mình đòi hỏi ít đi, cuộc sống mình đòi hỏi ít đi đó, thì mình được nhàn hạ hơn. Còn nếu mình sống trên cái này làm sao mình nhàn hạ được, phải không? Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trong cái bước đường tu của mình. Cho nên cái nhân thừa mình sống được như thế này rồi nữa, Đức Phật nói là mình bớt cái chi tiêu, bớt cái cho cuộc sống mình, để rằng mình còn cái thặng dư, mình còn cái thì giờ. Thì giờ này để làm gì? Mình gọi là thì giờ để tu tập. Mà cái tu tập này nó là cái việc đầu tiên đó, là để mình quan sát cái xã hội mình đang sống đây. Quan sát xã hội mình đang sống đây, để mình tìm, mình thấy coi ai là Phật hiện lại, ai là Bồ Tát hiện lại, ai là Hiền Thánh hiện lại, ai là ma quỷ hiện lại. Cho nên từ chỗ đó mà mình xa lìa tất cả những cái bạn ác, bạn xấu này, mà mình tới gần, mình học đạo với các cái bậc Hiền Thánh này, cho nên cuộc sống mình bắt đầu đi lên. Cho nên cuộc sống mình bắt đầu đi lên là do mình gần với Phật, gần với Bồ Tát với Hiền Thánh, cho nên cái cuộc sống mình nó lại tốt lành lên. Thì cái này mình gọi là tu. Đây gọi là mình tu đó, là đầu tiên mình có một cái hướng thượng. Cho nên từ con người nó bắt đầu hướng thượng lên. Hướng thượng lên thì Đức Phật nói gì? Con người làm căn bản, đừng để cho tuột xuống nữa. Tức là tuột xuống làm sao? Tức là sống trên cái mức mình có, cho nên vỡ nợ, phải không? Vỡ nợ rồi nha, đau khổ rồi nha, tới cái mức tù tội là đi xuống. Cái khi mà mình rơi vô trong cái tình trạng nghèo khó, nghèo khó thì cái này gì? Rớt vô ngạ quỷ, phải không? Đời sống mình á, quá cực khổ, vất vả, nhưng mà không đủ cơm ăn, qua tới cái đời súc sanh. Nặng hơn chút nữa đó, bị bắt nhốt tù tội. Thì đây đó, từ con người mà đi xuống lần tới nghèo khó,
rồi tới một cái chỗ tù tội, rồi tới cuối cùng là chết chóc, đi xuống. Bây giờ mình tìm đường đi lên, ta đã tìm đường đi lên thì bây giờ tất cả các bậc hiền thánh người ta sống, ta sống cái này, đường này đi lên đấy. Cho nên mình nương đây mình lên, lên thì bây giờ nâng lên bước nữa, thì lúc bây giờ Đức Phật gọi là thiên thừa. Tại vì mình đi theo Đức Phật đó, thì mình mới nghe Đức Phật bảo rằng ban ngày thì thuyết pháp cho tất cả những người trên nhân gian này nghe, nhưng mà đêm xuống thì mọi người ngủ hết thì chư thiên xuống, Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên nghe phải không? Cho nên Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên nghe. Cho nên lúc bây giờ đó là dạy người ta cái cách làm chư thiên, cách làm trời. Cái cách làm trời chứ, tức là nâng lên. Mà trời đây là gì? Tức là cái cung trên cái cầu. Đấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, ta nếu người nào muốn làm trời thì cái người đó phải hạ cái cầu xuống dưới cái cung, phải không? Thì làm trời nữa. Tức là mình được sung sướng vậy. Còn cái ham muốn mình quá lớn đi mà cái cung cấp, cái nguồn mình ít quá thì đương nhiên mình khổ rồi. Tại vì chư thiên là tại vì cái phước họ lớn, cái nhu cầu họ không có. Cái phước họ lớn, cho nên người nào phước lớn mà nhu cầu ít thì cái người này đó họ được sung sướng. Cho nên đây là cái sự thật. Cho nên nếu mà cái phước mình có, cái phước mình có, cái phước mình lớn, cái thu nhập của quý vị đó, tức là mỗi một ngày đó mình được quyền gì, tức là được quyền ăn á, thấy không? Thầy nói được quyền ăn á, cho đến bây giờ ăn nhiều nhất là được bao nhiêu? Thôi cho ăn 10.000 đi, phải không? Ăn một bữa ăn 10.000 đồng đi, thấy không? Ta nói ăn một bữa ăn 10.000 đồng đi là nhiều, phải không? Thì cái trường hợp mình ăn như vậy đó là dư rồi. Nhưng mà bây giờ cái thu nhập của mình đó, một ngày đó mình có thể thu nhập được 100.000 đồng, mà mình ăn có 10.000 đồng này. Cái nhu cầu mình chỉ cần 10.000 thôi mà mình có 100.000 nữa thì quý vị thấy sướng không? Nhưng mà cái nhu cầu mình có 100.000 một ngày mà bây giờ đó mình chỉ có bao nhiêu? 10.000, thì cái này ngạ quỷ rồi. Cho nên những người này mình thấy rất là thương hại. Họ cứ nghĩ thức ăn, họ muốn ăn cái này, muốn ăn kia, muốn ăn cái nọ, muốn đủ thứ hết đó. Nhưng mà không cái gì tới họ, chỉ ăn bằng cái muốn không, thì cái này đọa ngạ quỷ, phải không? Còn cái người kia đó, họ có nhiều tiền ăn cái gì cũng được hết, nhưng mà họ không muốn ăn cái gì nữa, thì cái này họ là thiên đường đấy. Cho nên con đường lên trời đó, con đường lên trời của mình đó, là cái trường hợp này, tăng cái cung mà giảm cái cầu. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, làm sao Đức Phật cắt bỏ cái tham này để bỏ lần lần. Mà cái tham này nó chủ yếu Đức Phật nói cái gì? Tức là tham ngũ dục. Tức là năm cái thứ mà loài người chúng ta ham muốn này, mình lựa cái nào được mình cắt lần lần bỏ. Tham tiền, tham danh, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, phải không? Cho nên cái nào quý vị thấy đó, cắt được bớt thì cắt. Cho nên đầu tiên trên bước đường tu mình là gì? Đầu tiên đối với thầy là thầy chọn cái tham ngủ này cắt bỏ trước. Dành thì giờ ra để học, dành thì giờ ra để tụng kinh, dành thì giờ ra để lại Phật nhiều hơn. Cho nên lâu ngày rồi, hồi ban đầu thì thấy nó khó chịu, nhưng mà lâu ngày nó quen rồi đó, thì bây giờ nó thầy là 3 giờ khuya thầy vẫn thức dậy để mà thầy lại Phật, thầy tụng kinh, chứ mà thầy thấy bình thường. Còn ở trong lúc có những người khác thì sao? Ham ngủ quá, cho nên ngủ cho tới 9-10 giờ sáng chưa dậy được, phải không? Đây có Phật tử nào vậy không? Cho nên có những người rất dễ thương, nhà ở xa nhưng mà 5 giờ sáng tới đi tụng kinh rồi. Nhưng mà có những người đó ở gần bên chùa đây mà không tới tụng kinh được, nói là con không dậy được thầy. Phải không? Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên lần lần đó mình tập rồi mình quen mình cắt. Tại cái này không tốn kém gì hết. Nhưng mà cắt bỏ cái này rồi đó, thì giờ mình tụng kinh, thì giờ mình lại Phật, thì giờ mình đọc sách, thì giờ mình thiền định, trí tuệ mình tăng lần lên. Mà trí tuệ tăng lên thì nghiệp nó theo để nó sẽ giảm xuống.
Đây là trên bước đường tu thực. Trên bước đường tu cái thực chất của mình là như vậy đó. Cho nên hãy cắt được cái này nữa thì cái trường hợp cái kia tăng lên. Còn nếu hãy mà cái tham ngủ nhiều á thì cái trường hợp này mình đần độn thêm. Đây là trên bước đường tu mình chứ. Còn cái thứ hai nữa gì? Mình có thể cắt bỏ bớt nữa là gì? Cắt bỏ bớt nữa đó là trường hợp ăn. Cái ăn này đó, Đức Phật dạy mình đó, là ăn để sống, ăn để đủ sống thôi. Thì bây giờ nó ăn đủ dinh dưỡng để sống thôi, phải không? Cái con người mình thì cái nhu cầu đó, tối thiểu để cho một cái cơ thể sống đó, thì nó bao nhiêu? Cái này thực chất không nhiều lắm. Thành ra thầy kinh nghiệm rồi, thầy thấy này rõ này. Một ngày chỉ một chén cơm đủ rồi. Cái này không tốn nhiều. Tinh ngày ăn một chén cơm thôi thì cái trường hợp này á, cái chất tinh bột này đủ để nuôi cơ thể mình rồi. Còn thêm cái chất béo, chất đạm này nữa thì cho quý vị bao nhiêu? Chừng 10 gram cũng được. Tinh 10 gram thôi. Thì như vậy đó, cái lượng thực phẩm mình ăn nó không nhiều. Mà không nhiều đó, chính cái chỗ này bảo đảm cơ thể mình tốt đây, mình khỏe mạnh đây. Chư thiên là chỗ này. Ăn ít mà khỏe. Tại sao vậy? Là cái khi mình ăn ít được á, thì cái trường hợp này trước nhất á, là bao tử mình không phải làm việc nhiều, phải không? Cho nên bao tử không làm việc nhiều, tuần hoàn cũng không làm việc nhiều. Thành ra thận mình cũng không cần lọc nhiều. Cho nên tất cả ngũ tạng lục phủ của mình á, nó được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cho nên những người tu ít bệnh mà sống lâu là do vậy. Tại họ ít ăn chứ không có gì hết á. Tại họ không ăn nhiều cho nên tất cả ngũ tạng lục phủ họ nó được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nên có những người mà họ thực tập, họ nói với thầy nữa. Họ nói đó, họ tu bên ngoại đạo chứ không phải mình. Họ nói tôi cứ hãy mà một năm á, thì tôi có một tháng không ăn thầy. Đây không biết các Phật tử nào tật cái này chưa? Tức là một năm đó họ dành ra một tháng họ không ăn gì hết, họ chỉ uống nước thôi. Nhưng mà họ sống được. Tức là uống nước không nữa, họ nói là uống nước không nữa để cho nó lọc máu, nó lọc. Rồi đến khi mà họ uống nước xong hết một tháng rồi nữa, thì họ bắt đầu họ ăn cháo loãng. Một tuần lễ sau rồi họ bắt đầu ăn lần mới ăn cơm trở lại. Mà thầy thấy họ khỏe. Cho nên cái ăn nhiều sanh ra đủ thứ bệnh hết. Nên người xưa cũng có kinh nghiệm mà dạy mình cái là bệnh tùng khẩu nhập. Thế nên bệnh tùng khẩu nhập tức là do mình ăn. Mình ăn quá nhiều, ăn những cái chất dư thừa trong cơ thể cho nên sanh ra bệnh. Ăn những cái chất mà có độc cho nên mình sanh ra bệnh. Đây là cái trường hợp. Cho nên biết cái này rồi nữa, Đức Phật mới bảo là mấy thầy nữa, mỗi một ngày ăn một bữa thôi, không ăn nhiều, ăn ít thôi. Tại vì ăn ít như vậy đó, cho nên cái cơ thể mình nó được nghỉ ngơi nhiều. Mà vì nó nghỉ ngơi đó cho nên nó ít bệnh đau, và nó có thể sống lâu được để mình tu hành. Trên cái bước đường tu đó, Đức Phật dạy mình cái này rất là thực tế. Nếu chúng ta áp dụng theo lời dạy của Đức Phật đó, thì chắc chắn đó, ở trên cuộc sống này nữa, thầy nói mình tự nâng lên được. Cho nên tự mình nâng lên được, đầu tiên mình sống trở thành con người tốt, rồi sau này mình sống trên con người tốt chút, mình nhắm vô cái chỗ chư thiên mình làm. Tức là tập lần cho tới khi mà qua được hai cái bước này nữa, là nhân thừa thiên thừa rồi nữa, mới nghĩ tới những chuyện khác. Khi mà học Phật thì có chỗ nghe người ta nói là ngũ thừa Phật giáo, rồi có chỗ nghe người ta nói là tam thừa Phật giáo. Bây giờ mình về mình tu theo Pháp Hoa thì nghe thầy dạy bảo là nhất thừa Phật giáo. Thì như vậy có những người không hiểu được cái ý chỗ này, rồi mình lại phân vân, không biết cái nào là đúng và cái nào là sai. Thì có nhiều người nó thắc mắc cái chuyện này, cho nên nhân cái buổi giảng này đó thì thầy muốn hướng dẫn cho tất cả các Phật tử chúng ta có một cái nhận thức mà đúng nhất ở trong Phật giáo chúng ta. Thì bây giờ nữa, trước nhất
Thì chúng ta học về ngũ thừa Phật giáo. Thì ngũ thừa Phật giáo là gì? Tức là nhân thừa, thiên thừa, tinh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thì như vậy đó, ta gọi là ngũ thừa Phật giáo. Thì nhìn lại trong giáo lý của Đức Phật thì chúng ta thấy có lúc thì Đức Phật nói về cái cuộc sống của con người, cái hạnh phúc của con người, tức là xây dựng một cái xã hội lành mạnh, thì đây gọi là nhân thừa Phật giáo. Cho nên thường Đức Phật dạy chúng ta đó, tình ở trong một cái xã hội mà có những cái tranh chấp với nhau, giành giật với nhau, hơn thua với nhau, rồi sát hại lẫn nhau đó, thì cái trường hợp đưa tới một cái chỗ mà phá hoại, phá hoại luôn cả một cái môi trường sống, cái sự sống của mình đó, thì tới cuối cùng đó, là lần lần đọa đi xuống, gọi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây là Đức Phật xuất hiện trong loài người, Đức Phật dạy như vậy đó. Tại là con người thì phải biết thương yêu, phải biết đùm bọc, phải biết giúp đỡ với nhau để mà sống, cùng tồn tại trong một xã hội. Cho nên ta không thể nào mà tồn tại riêng được. Trong một cái cộng đồng xã hội như vậy đó, thì chúng ta là một thành phần ở trong xã hội. Nếu tất cả những thành phần khác mà mất đi thì ta cũng không tồn tại được. Nằm ở trong cái thuyết mà tương sanh của Đạo Phật. Cho đến xa hơn bước nữa đó, thì không phải là trong loài người chúng ta không, mà luôn tất cả các loài khác mà ngày nay chúng ta gọi là cân bằng sinh thái. Thành loài người chúng ta tồn tại được đó, là nó có cái gắn liền với tất cả các loài khác để nó bảo vệ cái sự sống chung này. Nên bây giờ Thầy nói ở trên trái đất mình nó có những cái loài mà người ta gọi là cái loài ăn xác chết, tức là chuyên môn ăn xác chết thôi. Đây chúng ta biết rõ nhất là như cái loài kênh kênh chẳng hạn. Thì bây giờ đó, tất cả những cái xác chết này là do những con chim này nó ăn đi, nó ăn sạch hết cái này, thì nó cũng là dọn sạch cái môi trường cho ta, phải không? Cho nên loài này với loài kia nó có một cái gắn liền với nhau để mà tồn tại. Ngày nay chúng ta gọi là cân bằng. Cho nên đầu tiên Đức Phật xuất hiện trong loài người thì Đức Phật dạy chúng ta về cái vấn đề cân bằng này trước. Vì vậy đó, mà muốn một cái xã hội nó bình yên thì tất cả những con người chúng ta đây đó đều phải tuân thủ, mà thường thường đây ta gọi là năm giới, tức là giữ năm giới cấm, tức là không xâm phạm tới quyền lợi của người khác, bảo vệ quyền lợi chung, bảo vệ quyền lợi của người khác, trong đó có mình. Đấy là cái bước ban đầu mà chúng ta tu. Cho nên nó mới có một cái là không sát sanh, không có gian tham trộm cắp, không có tà dâm, mà không có nói dối, mà không uống rượu. Tức là năm thứ này nó là năm thứ mà căn bản nhất của con người. Ban đầu thì Đức Phật nó chỉ có bốn thôi, không có cái giới không uống rượu. Nhưng mà về sau đó thì Đức Phật thấy à, chính cái uống rượu có nhiều người nữa là say sưa rồi làm những chuyện tội lỗi, cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật mới đưa ra thêm giới thứ năm này là giới không uống rượu. Chứ ban đầu chỉ có bốn, người ta gọi là sát đạo dâm vọng, tức là sát sanh. Sát sanh thì chia ra cao nhất là Phật, thánh nhân, thầy, cha mẹ. Nếu ai phạm vô gọi đây là tội ngũ nghịch, cái tội này là tội đọa địa ngục. Trời không dung đất không tha, tức là sống thì không có đất sống, mà chết thì phải vào địa ngục thôi. Đây là tội này, tội ngũ nghịch, tội nặng nhất đây, Đức Phật dạy chúng ta. Còn ở dưới một bước nữa đó, là những người mà đồng chủng đồng loại. Đồng chủng đồng loại tức là ta loài người, thì cái trường hợp cái tội sát nhân là tội nặng nhất. Cho nên ta cố gắng ta tránh. Tại vì cái sát nhân này đó là chắc chắn là giết người đền mạng, mà gây cái thù hận chúng ta thấy rất là rõ, mà luật pháp cũng không công nhận chuyện này nữa. Xuống một bước nữa đó, thì Đức Phật mới nói là tất cả các cái loài thú mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống người ta. Như ngày xưa thì chúng ta lại sống, chúng ta nhờ trâu bò nó thay chúng ta, mà nó cài kéo để chúng ta đỡ, cho nên
không ăn thịt, không giết nó. Tại nó vẫn là người bạn, mà người bạn tốt và giúp đỡ chúng ta nhiều. Cho nên chúng ta vẫn biết ơn các loài. Đây là những cái tội mà tính trên đi xuống, chúng ta giữ được cho tới cái mức này đó, thì Thầy nghĩ là tốt rồi. Nhưng mà xa hơn một bước nữa, Đức Phật dạy chúng ta tới một cái mức đó, mà tất cả các loài hay là có sinh mạng thì chúng ta cũng không giết nữa. Cho nên bây giờ tới cá, chim thì chúng ta cũng giết, không hại nữa. Tại vì các loài có mạng sống chúng ta không giết. Biết sợ chết, biết ham sống, chúng ta không sợ chết, ta không giết nó đâu. Tại vì giết nó đó, thì chúng ta gây cái quả báo mà đời sau, nhiều đời sau chúng ta phải trả cái này. Giết người thì đền mạng người rồi, nhưng mà giết súc vật này nữa thì thường thường cái thù hận của nó với mình nó còn. Cho nên bây giờ nó chưa trả được, nhưng mà rồi đó, cái kiếp sau hay là những kiếp sau này đó, chúng ta sanh lại chúng ta phải trả cái quả báo mà chúng ta sát hại. Đây là giới luật mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Nếu mà hãy chúng ta giữ được như vậy đó, thì cái trường hợp này ở trong cái xã hội này tạo cái thế cân bằng. Cái thế cân bằng này để làm cho chúng ta tồn tại được. Cái thứ hai là không gian tham trộm cắp, tức là giữa người này với người kia không xâm phạm cái tài sản lẫn nhau. Nếu mà trong xã hội mà con người tuân thủ được cái điều này á, thì chính cái xã hội nó rất là bình yên, không tham. Cái gì của mình thì mình giữ, mà cái gì của người mình không bao giờ lấy. Nên hồi lúc mà Thầy còn đi học á, Thầy sang bên Nhật. Lúc bây giờ đó, Việt Nam mình có một Phật tử tặng cho Thầy một cái đồng hồ bằng vàng để đem theo đó, gọi là khi gặp bất trắc thì sử dụng nó. Nhưng mà ở bên Nhật thì nó có một cái phong tục là đi tắm tập thể, chứ không có tắm riêng giống như mình ở đây. Nó tiết kiệm như vậy đó. Tại vì tất cả đều phải tắm bằng nước nóng hết, chứ không ai tắm nước lạnh. Cho nên nó nấu một cái hồ nước nóng lớn như vậy đó. Ai vô đó tắm chung mà cái này thì đàn ông thì tắm theo đàn ông, đàn bà thì tắm theo đàn bà. Thành ra bữa đó Thầy vô Thầy tắm, Thầy mới cởi cái đồng hồ thầy bỏ trong nhà tắm, Thầy quên đi. Thì cái người mà dọn cái nhà tắm này á, họ lượm được rồi. Mấy ngày sau Thầy mới trở lại đây nữa, Thầy đi tắm. Thì bây giờ đó, bà này mới kêu Thầy lại, nói hỏi là anh có mất cái đồng hồ, tôi có lượm được đây. Thầy nói có. Thì bà mới nói với Thầy này, khi mà tôi lượm được cái này đó, tôi nghĩ cái nhà tắm này chỉ có anh là người ngoại quốc vô đây tắm thôi, cho nên anh mới có cái này, chứ còn người Nhật không có. Cho nên tôi giữ đây chờ anh quay lại tôi trả. Cho nên nếu mà quý vị sống ở trong cái xã hội mà không có người tham á, thì mình thấy nó nhẹ nhàng. Còn cái tham của con người mà nó lên cao nữa thì rất nguy hiểm. Cho nên tham cho tới cái mức á, mà cướp xe nó mà chặt tay người ta đi thì cái này ghê quá rồi, phải không? Người ta gọi là cướp của giết người này. Đây chúng ta thấy sợ, tại vì lòng tham nặng quá. Tại vì muốn lấy của người mà buộc lòng mình phải giết người. Cho nên muốn lấy của người mà mình mới bày ra mưu kế này cái để mình gạt mình lấy người ta tất cả các cái tội lỗi sanh ra tỉnh. Thì như vậy sống trong cái xã hội ấy, mình thấy không an. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên cái giáo dục của Phật giáo mình thì Đức Phật dạy là con người không có gian tham trộm cắp. Không gian tham trộm cắp thì chính cái này nó bảo vệ được cái xã hội, và cái xã hội nó có thể phát triển được. Ta nếu quý vị thấy như trường hợp Việt Nam mình mà ngay như những cái sợi dây cáp điện thôi, nhưng mà họ lên họ cắt đi. Thành ra tất cả những cái thiết bị công cộng họ có thể phá đi. Thì bây giờ đó họ lấy cái này họ đem họ bán ra được bao nhiêu, nhưng mà tiền bỏ ra để mà gắn nó trở lại cái này nữa, quý vị thấy tốn không? Nên Thầy có lần Thầy đọc báo thì thấy là
nó lặn ở dưới dưới sông ấy mà nó cắt cáp ngầm nữa, mà nó đem lên nó bán được một khúc vậy bao nhiêu tiền. Mà trong lúc đó nếu mà nhà nước phải mua, phải nhập về đó, cái này bao nhiêu tiền? Gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cho nên nó làm cho mình nghèo thêm được nữa. Cái xã hội này nó tự nhiên nó làm cho nghèo đi, cho khổ đi. Cho nên nếu mà con người không có gian tham trộm cắp, sống với nhau đó, lương thiện, thì cái xã hội người ta thấy rất là bình yên. Cho nên đây là cái giáo dục của Phật giáo, gọi là nhân thừa Phật giáo là Đức Phật đây. Ngay căn bản nhất á, là Đức Phật dạy chúng ta muốn làm tiên, làm Phật thì trước nhất phải làm người trước. Ta nên cái con người mà làm người không được mà lại làm Phật, làm tiên, làm thánh thì cái chuyện này không có. Ảo tưởng này là không thật. Cho nên lúc bây giờ đã tập làm người trước, tập làm người, làm con người tốt ở trên xã hội này. Con người tốt này là gì? Tức là con người này á, có một cái cơ thể khỏe mạnh. Con người tốt là con người phải có một cơ thể khỏe mạnh, đòi hỏi người tốt. Có một cái đầu óc thông minh. Cái thứ ba nữa là có một cái trái tim nhân hậu. Đây con người thành Đức Phật xây dựng cái này. Cho nên từ cái con người này mới xây dựng nên một cái cuộc sống cho mình tốt đẹp, mới xây dựng được một cái gia đình mình tốt đẹp, và mới xây dựng cái xã hội mình tốt đẹp. Mà mở rộng lên nâng cao nhất là Đức Phật đó là lời Cực Lạc, tức là thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ta nói thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó cũng là cái thế giới sống. Mà tại sao được như vậy? Cho nên Đức Phật nói là tại vì ở bên thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó cũng như thế giới của mình đây, nhưng mà ở trong đó không có người tham, tức là gian tham không có. Đấy. Mà không có gian tham á, thì chắc chắn là cái chuyện phá sản không có. Cho nên xã hội này tốt. Từ như vậy đó mà nó nâng lên, nâng lần lên tới một chỗ cao nhất. Mà người Việt mình thường hay nói một câu là nhà không phải đóng cửa. Nhà mình không phải đóng cửa. Còn bây giờ nhà mình còn phải đóng cửa, rồi còn phải gắn khóa. Nhưng mà đôi khi đó mình lại nghe nó còn tới nó cưa khóa, cưa cửa thôi. Đây cái trường hợp của mình sống. Đức Phật nói bên thế giới Cực Lạc đó, là tất cả những con người sanh về thế giới Cực Lạc đó, con người đó không có cái tà tâm. Cái tà tâm không có. Cho nên tất cả mọi người là đều tốt hết. Tốt này là gì? Phật giáo ta gọi là thượng thiện nhân. Cái người bậc thượng á, cái người bậc thượng này là cái người đó có một cái đầu óc thông minh, có cái sức khỏe tốt, và có cái tim nhân ái. Ba cái này nè, nếu mà những con người tập hợp lại một chỗ đó thì chắc chắn cái xã hội nó sẽ văn minh, sẽ tốt đẹp thôi. Cho nên cái giáo dục của Phật giáo, cái xây dựng nền tảng xã hội đó là từ chỗ này. Đó ta gọi là nhân thừa Phật giáo. Nhưng mà bây giờ được như vậy rồi, có một cái đời sống tốt đẹp như vậy rồi, thì bây giờ ta bằng lòng chỗ này không, hay ta muốn đi lên nữa? Đương nhiên chúng ta muốn đi lên nữa, chứ ta không bằng lòng chỗ này. Cho nên nó bảo rằng sanh về bên thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà rồi đó, ở đó nó không thiếu thốn cái gì hết, phải không? Tức là tất cả đều đầy đủ hết. Nhưng mà nếu quý vị sống mà đầy đủ hết, không có nhu cầu, không có mong muốn nữa, là tại vì cái cung vượt lên trên mức cầu rồi. Cho nên cho ở không thôi, phải không? Mà ở không lâu ngày chán không? Cho nên thường thầy nghĩ nữa, mình làm việc quá sức á, thì mình muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ nhiều quá rồi đó, mình cũng cảm thấy chán, phải tìm cái gì đó làm, chứ không chịu được. Cho nên á, ở bên cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó là không có bắt mình làm cái gì hết á. Bây giờ mình bước qua cái bước thứ hai, Đức Phật nói năng, gọi là cái này là tình nguyện làm, xin làm, muốn làm, chứ không có bắt làm. Cho nên cái chuỗi như mình đây nó bảo rằng tất cả các Phật tử tới đây xin công quả đó là xin thầy để làm, chứ không phải thầy bắt làm, không có chuyện này. Tại vì mình muốn làm, mình thích làm một cái gì đó,
mà mình thấy trong lòng mình vui, mình muốn làm cái gì đó cho chùa, mình làm cái gì đó cho xã hội. Cái ý niệm ban đầu của người Phật tử là gì? Là nó phát xuất từ cái lòng thương của Đức Phật. Tại sao mình làm? Nên là các Phật tử đi trên đường thấy cái gai, phải không? Mình nghĩ sợ có người nào đó vô tình mà họ dẫm lên tội nghiệp, cho nên mình lượm đi, mình dẹp đi, mình cất đi. Còn những người ác thì sao? Trên cái đường ta đi bình yên như vậy đó, mà đem đinh rải lên đó để cho xe ta cán lên đó cho bể đi. Mà quý vị nghĩ cán bể một cái xe đó, chưa nói tới tai nạn mà chết người. Thành ra đi vá cái xe đó, thì cái trường hợp này nó, cái người này phải đẩy bộ khoảng dài đó. Cái tốn kém, cái người mà phá cái này đó họ ăn được bao nhiêu, nhưng mà cái tổn hại cho xã hội đó nó gấp 10, gấp trăm lần cái này. Cho nên xã hội nghèo sao đi xuống rồi. Thành ra thầy đi trên cái đường mà Mai Chí Thọ, thầy thấy có cái trạm đó. Đây là những người đó, gì? Cái trạm này đó là họ đi kiểm soát đó. Việt Nam mình mới có một cái lạ, chứ thế giới chưa nghe có, gọi là đinh tặc. Mình có nghe hải tặc có, sơn tặc có, tức là cướp ở trên biển, cướp ở trên núi có. Nhưng bây giờ mình thêm cái Việt Nam mình là gọi là đinh tặc đó. Đinh tặc là những người đi rải đinh ở trên đường. Thế rồi lúc bây giờ nó có những cái người ta đem cái xe người ta rà để người ta hút, người ta lượm mấy cái này. Đây là cái điểm mà mình thấy rõ trong cái xã hội. Xã hội nghèo làm cho nghèo thêm, không thể văn minh được. Cho nên cái trường hợp mà mình, cái khi mà mình tu theo nhân thừa, nâng được cái đời sống mình lên rồi, nên nó lên được một chút rồi nữa, thì thường thường nữa mình có cái trái tim nhân ái, mình nghĩ tới những người chung quanh mình. Tại vì cái an ổn đó là mình nhờ tất cả những người này. Nên trong đạo tràng mình ngồi theo cái thế này, thầy nói là liên hoàn thủ hộ. Ở trong đạo Phật của mình, nó trong loài người mình, trong xã hội của mình, thậm chí thế giới cực lạc của Đức Phật thì họ cũng ngồi thế này. Tức là không ai chen lấn với ai hết, mỗi người có một chỗ ngồi, có một chỗ đứng, có một cái chỗ lại, có một chỗ tu hành nữa đó. Không ai xâm phạm với ai hết. Thành ra mình ngồi như vậy, quý vị thấy gần như là chung quanh mình nó đều có khoảng cách như vậy, không ai lấn vào ai hết. Thì như vậy đó, chúng ta thấy yên ổn. Nhưng mà cái yên ổn này là gì? Tại vì ta ngồi đây, chung quanh chúng ta có những người bạn đồng tu. Ta ngồi giữa, mà ta nhìn kỹ là chúng ta thấy chung quanh chúng ta nó trước có hai người, hai bên có hai người, đằng sau có hai người. Tức là sáu người chung quanh chúng ta, ta ngồi làm trung tâm. Cái này ở trong đạo tràng chúng ta gọi là liên hoàn thủ hộ, cái thế này. Nhưng mà bây giờ đó, một cái người nào đó lạ vô đây, họ không theo cái nguyên tắc này. Thành họ chen là trước mặt mình, họ lấn ngang bên hông mình, thì quý vị thấy nó khác rồi. Cho nên cái thế cân bằng của nó đó, để mà sống đó, là thế. Thì khi mình tu đó, cho nên nó yên ổn đây mình tu này. Thì như vậy đó, mình ngồi đây mình yên mình tu được là sao? Là nhờ đây tất cả những người này để bạn đồng tu với ta hết. Thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mình, tất cả mọi người đều tu hết đó, thì cái trường hợp này đó mới được yên ổn. Cho nên riêng về cái tổ chức tu của chùa mình đó, nó hơi khác hơn những chùa khác. Mà ban đầu đó người ta có những cái thắc mắc, người ta có những cái thắc mắc, người ta tới người ta hỏi thầy, người ta nói chùa mình khó, phải không? Thầy nói chùa mình khó. Thầy nói đúng. Thầy nói Đức Phật cũng khó, phải không? Đức Phật cũng khó chứ. Đức Phật có chế luật ra để chi vậy? Để bảo vệ những người tu hành. Tại những người nào muốn tu tới đây tu thì mình hạn chế tất cả những cái người mà không tu vô đây quậy phá. Tất cả những cái chùa khác sao? Người tới lại Phật có, tới tụng kinh có, nhưng mà tới để ăn trộm, ăn cắp. Thế nên thậm chí khi nó tới chùa không có gì nó lấy hết, nó đi coi chừng coi có cái đôi giày nào mới, đôi dép nào tốt nó cũng lấy, tới đôi dép ta cũng lấy nữa, phải không? Tới để ăn trộm. Lúc bây giờ nó tới
cái túi sách đó nó nhìn nó thấy nó cũng lấy. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên chúng ta có cái luật để chúng ta bảo vệ những người tu. Nên thầy nói bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đi về đây tu, chúng ta không mang cái đồ gì mà quý giá hết. Cho nên ta ngồi để ta nghe pháp, ta tụng kinh, ta thấy yên tâm. Ta không sợ ăn cắp, trộm, ta không có chuyện này. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên những người ăn cắp, ăn trộm đó, họ vô đây họ nói là vô chùi, nhưng mà không có cái gì để lấy hết, phải không? Ta nói không có cái gì để lấy hết thì họ đâu vô làm chi? Vô đây thì bắt lên nghe pháp, bắt lên đây tụng kinh. Những người ăn trộm không thích cái này, họ thích tự do như vậy đó, để đặng họ coi cái khở của mình thấy. Chứ bây giờ nếu mình lên mình ngồi trên này tụng kinh hết, bắt họ lên ngồi đây đó, thì họ chịu không nổi. Mà bây giờ họ xuống dưới đó, đồ người ta để dưới là không có giá trị rồi, nhưng mà lại cũng có một cái anh bảo vệ đứng coi chừng cái này. Tự nhiên mình tới mình lấy đâu có được, nó ai cho chuyện này. Thành ra nhờ mình có những cái nguyên tắc như vậy đó, mà hạn chế bớt những cái chuyện xấu, để cho đây mình tu đó, mình được yên ổn. Mà có yên ổn này nữa thì bây giờ nó mới tốt. Cho nên cái xã hội này đó, mình bắt đầu mình nâng lên, mình nâng lần lên đó, nâng lần lên cái cao nhất đó, là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói là không cần phải sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cần nương theo cái giáo pháp của Đức Phật tu hành á, thì cũng có thể thành cái thế giới cực lạc ở đây. Ở chỗ nào có người tốt á, thì chỗ đó trở thành xã hội tốt. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là xây dựng con người tốt trước, thì đương nhiên á, cái xã hội đó nó phải tốt theo thôi. Cho nên á, cái xã hội Nhật Bản không phải từ trước nó tốt vậy đâu. Tại vì nó rất là gắt gao. Cái người nào ăn cắp nó bắt nó chặt tay đi, phải không? Ăn trộm là nó nướng cái miếng sắt đỏ, nó ịn trên trán, ịn trên trán mình để cho cháy thịt vô chỗ đó, nó hiện ra cái chữ ăn trộm. Anh này hết đời rồi, đi tới đâu người ta nhìn ta thấy cái mặt anh, ta biết là ăn trộm rồi. Cái này xóa xóa, cho nên sợ. Thành ra kỷ luật nó gắt như vậy đó, mà nó làm cho người ta quen cái tánh này đi, từ nhỏ tới lớn lên ta không ăn cắp ăn trộm. Còn ở bên cái Singapore hồi đó, ông Lý Quang Diệu mới lên làm tổng thống ấy, ông rất là gắt. Cho nên ai mà xả rác ở trên đường thì cái này sao? Bắt đè xuống, đánh ba gậy. Cái trường hợp đó thầy nhớ, khi đó nó có một cái thằng Mỹ, nó qua Singapore, nó không phạm cái tội này, đè xuống giữa đường đánh đòn đàng hoàng. Thì lúc bây giờ đó, ở bên Mỹ đó, nó chống trở lại cái Singapore. Thành tổng thống Singapore nói, cái này là luật. Trước khi anh vào nước tôi đó, anh có đọc cái điều này rồi phải không? Nhưng mà anh cố tình vi phạm là phải xử chứ. Nó nhờ như vậy đó mà quý vị thấy cái thành phố Singapore nó sạch. Đó, thầy thấy cái này đó. Cho nên đó, cái kỷ luật để làm cho cái xã hội này đó, lần lần nó tốt hơn. Chứ còn trước khi mà ông Lý Quang Diệu thành lập cái nước Singapore đó là gì? Đó là cái cảng, cái hải cảng của Mã Lai. Cho nên đó, ăn cắp, ăn trộm, đủ thứ chuyện ở cái chỗ cảng này hết. Giống như Việt Nam mình mà hồi xưa mình gọi là cảng Nhà Rồng ấy, ở quận 4 đó, sợ lắm chứ. Nhưng mà lần lần đưa vào nề nếp ấy, thì tất cả những cái này mất lần. Cái xã hội nó an ổn, tốt được. Cho nên nếu mà mình xây dựng, cùng nhau xây dựng thì cái xã hội nhất định tốt hơn. Đây là cái nhân thừa Đức Phật xây dựng trước.